Tối này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu xe của mình. Mình đã độ đèn lên, tự làm. Các bạn có thể xem ở đây. Đèn đồng hồ, đèn đuôi sau, đèn chữ V trước, ở bên trong nữa. Thứ hai là đèn xung quanh xe. Các bạn có thể nhìn tổng thể xe này. Đấy. Đấy không? Xe mình điều khiển từ xa đây. Mình tự làm. Có con kiểu chân ra. Có 250 một cái. Tự làm chế các thứ. Đi xe mà không cần phải chìa khóa. Mình nhìn cái gì ở con kia? Mình kia thêm cả đèn đằng sau Bình thường sáng thôi thôi. rồi luôn, xe nát mà đêm.